Tiền chia sẻ trước đi cho Tiền. Đúng, Lan Ngọc vừa nói gì đúng không? Dạ em muốn chia sẻ một chút xíu. Đây là lần đầu tiên em cũng được coi bộ phim này giống như là tất cả các anh chị ngồi ở đây. Thì thật sự mà nói thì cái cảm xúc ngày hôm nay nó rung hơn so với lại khi mà mình ngồi được coi cùng với khán giả hay là mình đóng bộ phim này, bởi vì không biết phản ứng của mọi người ở đây như thế nào. Bởi vì tất cả các anh các chị ở đây là một người mà đóng góp một phần rất là lớn dành cho bộ phim, thì hy vọng tất cả mọi người sẽ có những thiện cảm nhất dành cho bộ phim này. Em cảm ơn rất là nhiều. Dường như là Lan Ngọc đã muốn nói thay lời của Miss Q là một host truyền hình, cũng như là nói thay cả tất cả các bạn làm phim đúng không? Nhưng mà tất nhiên lời đầu tiên thì tôi vẫn muốn dành cái lời phát biểu cho hai đạo diễn là Nachito và Bảo Nhân trước đã. Thay mặt cho ekip thì Nachito và Bảo Nhân xin được cảm ơn tất cả sự xuất hiện của các anh chị báo báo chí trong ngày hôm nay. Thực ra thì cũng không biết nói gì, tại vì sau gần một năm rất là cố gắng của cả ekip như đạo diễn, diễn viên thì bộ phim đã được ra mắt ngày hôm nay, và bây giờ thì là cái cảm xúc thì rất là hồi hộp và chỉ chờ mong mọi người có những cái ý kiến, những cái góp ý cho ekip để chúng tôi biết được những cái mình chưa làm được cũng như là những cái đã làm được chúng tôi có thể cố gắng hơn trong cái dự án tiếp theo. Đây là một buổi chiếu rất là riêng tư mà dành cho tất cả các quý vị, đặc biệt là các phóng viên. Do vậy là mọi người đừng có ngần ngại hãy đặt những câu hỏi và kể cả những nhận xét đến cho đạo diễn và ekip. Những cái micro sẽ có mặt ở hai bên, anh chị nào có câu hỏi thì mọi người cứ giơ cánh tay của mình lên. Nhưng mà để trước khi mà bước vào các câu hỏi đấy thì tôi muốn hỏi luôn, tại sao hai đạo diễn lại làm Gái Già Lắm Chiêu? Có phải bởi vì Gái Già Lắm Chiêu lần thứ nhất đã rất là thành công không? Và tại sao không phải là một bộ phim nào đó của anh? Chính xác các ví dụ như là bộ phim mà Chạy Đi Rồi Đi Thực Hành. Thực ra thì sau Gái Già Lắm Chiêu 1 thì chúng tôi đã có đề cương kịch bản cho Gái Già Lắm Chiêu 2 rồi. Nhưng mà sau đó thì lại sản xuất Chạy Đi Rồi Tính là một cái dự án nó nằm ngoài kế hoạch. Rồi sau đó thì lại bận với những cái dự án khác. Rồi bên đầu năm vừa rồi thì bắt đầu xúc tiến trở lại dự án Gái Già Lắm Chiêu 2 sau khi tôi gặp mà Ninh Dương Lan Ngọc. Tại vì lý do tôi dừng lại cái dự án Gái Già Lắm Chiêu 2 thì do cái đấy tôi cũng chưa nhắm được một cái diễn viên làm sao cho tôi cảm thấy hứng thú để tôi viết kịch bản và phù hợp. Tôi hứng thú nhiều thì để tôi mới viết kịch bản được. Tại vì trong tất cả các dự án của mình thường thì tôi chọn diễn viên xong thì mới viết kịch bản đó, đi đóng giày cho diễn viên đấy. Như Gái Già Lắm Chiêu 2 vậy. Tôi có storyline của câu chuyện, rồi sau khi làm việc với Lan Ngọc trong mối tình đầu của tôi thì tôi có nói chuyện với Lan Ngọc: Ngọc ơi, năm sau anh có cái này, anh sẽ mời em, nhưng mà xong cái dự án này anh sẽ nói chuyện với em. Thì sau dự án thì tôi nói chuyện với Ngọc ngay thì hai anh em ok. Thì tôi bắt đầu mới viết kịch bản để cho Ngọc, rồi sau đó thì mới tìm những cái option mà cả Ngọc và tôi và Nam đều tìm những option để tìm ra cái chàng trắc ở trong phim. Thì có rất là nhiều option và cuối cùng chọn Lê Xuân Tiền. Thì sau đó mới viết kịch bản làm sao cho nó phù hợp với cái khả năng của Lê Xuân Tiền và đặt bên cạnh Lan Ngọc thế nào cho hai người rất là đáng yêu, dễ thương, và người ta thấy đây là hai người cực kỳ thú vị. Một bà chị già và một chàng trai tưởng là rất là chiêu trò nhưng mà rất là ngây ngô, đúng tuổi là trẻ trâu kiểu như vậy. Thực ra thì không chỉ tôi đâu mà tôi tin rằng rất nhiều phóng viên đều biết về Lan Ngọc rồi, bởi vì từ trước giờ cô đóng rất là nhiều phim, nhưng mà thường là đóng lên vào những cái thể loại vai như như là em út hoặc là con út hoặc là những cái gì đó khổ. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Lan Ngọc lại được anh chọn vào một cái vai
một cái máy bay bà già quyến rũ và cũng như là có rất là gây hứng khởi, rất là ba chấm đấy. Tại sao nhìn thấy điều đấy Lan Ngọc? Thực ra là thì, tôi nhìn thấy ở Lan Ngọc qua hình Photoshop. Còn hồi đấy đóng dự án của tôi là đóng học đóng vai một cô gái xấu xí. Thì tôi nói Ngọc ơi, bây giờ mình thử làm một bài toán đi, mình thử thử thách mình đi, tại vì Ngọc quá quen thuộc với những hình ảnh cũ rồi. Bây giờ mình làm cái gì cho đẹp đi, mà Photoshop làm cho Ngọc đẹp được, tức là bên mình cũng sẽ làm được. Ít ra thì sau đó Ngọc nhìn ăn, rồi Ngọc tập gym, Ngọc nối tóc, rồi cắt tóc, rồi làm đủ kiểu. Dĩ nhiên thì có một ekip chúng tôi được anh Cường, Lâm Gia Khang, chị Thanh Trúc Trương những cái ngày đấy phù giúp cho bên ngoài, nhưng mà cái chính là bên trong thì cũng phải Ngọc cũng phải bồi đắp 4 tháng để mà cho cái nhân vật này. Tiếp nối thì tôi muốn hỏi nghe ngay rằng là có phải đây là một cái sự thử thách cho Lan Ngọc hay không? Dạ có, tại vì ngay từ lúc đầu là khi mà anh nói với em là bây giờ em sẽ được làm máy bay và em tuyển phi công thì em nói là không, em đang còn rất là nhỏ, em mới có 8 tuổi à, thì làm sao mà tìm được một phi công nào nhỏ hơn em nữa. Tại vì mặt em thật sự mà nói thì nhìn rất là non, nên không biết lột bằng cách nào để ra mọi người tin là bà vai một cái cô gái 33, 34 tuổi. Thì sau đó thì anh nói là anh có tất cả ekip, anh đã bàn và hợp với tất cả mọi người rồi và em cứ yên tâm với phần đó. Và thật sự là mình bất ngờ, bởi vì cả một ekip luôn, mọi người họp với nhau liên tục mấy lần luôn để chọn cái tạo hình cho em. Và ngày hôm nay đây là một cái tạo hình hoàn thiện nhất cho Miss Q của Gái Già Lắm Chiêu phần 2, 33 tuổi. Và cái thứ hai nữa đó là cái bề mặt diễn xuất, tại vì thật sự mà nói thì từ trước đến giờ em diễn, em hóa thân thì em sẽ theo cái cảm xúc của mình, sẽ theo cái cách diễn của mình từ trước đến giờ. Em rất là sợ là mình bị lặp đi lặp lại, rồi làm sao để mà nó có một cái kiểu mới. Thì các anh lại tạo điều kiện cho mình một lần nữa được gặp chị Cathy Uyên, một người được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp từ Mỹ về, rồi chị dạy cho mình cái cách diễn nó khác hơn, nó tây hơn, nó phong phú hơn. Mặc dù là em biết là cái phần học của mình thì chỉ mới có 1.5 tháng thôi, sẽ không có được hoàn hảo 100%, nhưng mà mình cũng đã cố gắng hết sức để mà còn một cái gì hơi thở cuối cùng. Giống như là một cái quá trình rất là dài, mình đi tìm kiếm, mình đi thử nghiệm cho các nhân vật, thì ngày hôm nay mình muốn đánh dấu và trưởng thành hơn. Hy vọng rằng mọi người sau khi coi bộ phim này thì cũng sẽ có được một cái nhìn mở rộng hơn cho trẻ. Ngay từ khi mà tôi nhìn thấy thông tin đầu tiên Lan Ngọc sẽ vào vai chính của bộ phim Gái Già Lắm Chiêu thì tôi nghĩ ngay đến người đóng Gái Già Lắm Chiêu lần thứ nhất, đó chính là Diễm My. Bởi vì bạn và Diễm My cũng có rất nhiều cái kỷ niệm chung, đã làm việc với nhau rất là nhiều rồi. Nhưng mà rõ ràng khi mà bạn thấy rằng là đối với Diễm My, để vào một cái vai như là Gái Già Lắm Chiêu nó rất là đơn giản, nó rất là giống. Và đặc biệt là sau cái bộ phim gần đây nhất mà hai bạn đóng chung, thì dược bạn vào cái vai diễn của bộ phim này dạ, có áp lực gì không? Dạ áp lực chứ mọi người, ngay từ khi mà dự án được công bố thì mọi người cũng đã có so sánh là Ngọc sẽ làm cách nào để vượt qua được Diễm My, Ngọc sẽ sáng chảnh hơn như thế nào, làm sao mà lột bỏ được cái hình tượng nhí nhảnh của cô ba, rồi rất là nhiều ý kiến. Nhưng mà thật sự là không có dám đọc nhiều và suy nghĩ nhiều, mình chỉ suy nghĩ một điều duy nhất và muốn chia sẻ một điều duy nhất là đã là Gái Già phần 2 rồi thì mình phần 1 dạ đi. Hãy quên Gái Già lần 1 đi, hãy làm kỷ niệm đi và hãy nhớ đến Miss Q, một Miss Q mạnh mẽ, tự tin như thế nào trong cuộc sống. Và có một điều đặc biệt mà trong kịch bản này không có nói tới, đó chính là Miss Q chính là con gái của Diễm My ở phần 1 đó. Thực ra thì khi mình làm cái này á, cũng nói là muốn cả nhân vật nam muốn viết một cái kịch bản mà làm sao cái cô gái già này là gái già văn phòng, mà có thể các chị em làm báo chí này, làm showbiz nhìn thấy mình ở đấy, một cô gái rất là gần gũi, chỉ có là có phong cách đẹp hơn thôi, chứ còn Diễm My trong Gái Già Lắm Chiêu 1 á, là định vị luôn là một câu chuyện của một giám đốc sáng tạo một cái tạp chí thời trang, nó cao hơn. Còn cái nhân vật này muốn nó gần gũi hơn, nhưng không muốn xa rời quá, giống như một cái công việc xa hoa như là giám đốc sáng tạo thời trang. Thì chúng ta hãy dành thời gian cho các diễn viên khác. Vì ngay bên cạnh Lan Ngọc cũng là một gương mặt rất là quen thuộc đối với điện ảnh, đó chính là Thùy Anh. Thùy Anh đến từ Hà Nội và cô ấy được biết tới rất là nhiều từ bộ phim Lật Cánh Giữa Không Trung. Và đây là lần trở lại với màn ảnh rộng và đánh dấu một cái giai đoạn mới, phát triển mới của công việc của Thùy Anh, đúng không? Khi mà bạn bước vào gọi là nam tiến đấy,
bạn muốn nói gì với cả báo giới về bộ phim này và vai diễn của mình? Ra là nào em nói như này thì cũng cảm giác là lần đầu vậy, lúc nào cũng cảm thấy rất là run và xúc động. Thì thực sự mà nói thì đây cũng chính là cái dự án đầu tiên của em, coi như là em giờ quay trở lại với cả màn ảnh rộng, cũng như là giới thiệu đến với khán giả Việt Nam và các anh chị phóng viên nhà báo Việt Nam. Vậy nên là nó cũng rất là áp lực đối với em. Khi mà đóng phim này á, thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Em cũng không biết là mình có làm tốt không, mình có làm được cái vai diễn này để cho khán giả miền Nam thích không. Tại vì như mọi người đã biết, ở Hà Nội thì em trước nay em đóng phim nghệ thuật. Và phim nghệ thuật với cả cái thị trường phim trong này thì lại có hai cái lối diễn và hai cái đối tượng khán giả hoàn toàn khác nhau. Vậy nên là em cũng rất là lo lắng, nhưng mà thực sự thì khi mà em đóng phim Gái Già Lắm Chương 2 và em đóng cùng với tất cả các diễn viên ở đây, mọi người đều rất là hòa đồng và thân thiện, mọi người cùng nhau đi học chị Cao Thi Uyên, cùng nhau giúp đỡ nhau để có thể diễn tốt hơn, cũng như là hai anh đạo diễn lúc nào cũng chỉ cho bọn em cách để bọn em có thể liên kết với nhau hơn. Và dạ. mọi người có đồng ý với tôi một điều rằng là Lan Ngọc sẽ không thể nào mà có thể tỏa sáng trong bộ phim này nếu như bên cạnh cô ấy là hội chăn chuối cùng các diễn viên như là Thùy Anh, Phương Lan và Thạc Tiên đã diễn rất là xuất thần, đúng không ạ? Tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của hai cô bạn. Đầu tiên là cô gái Trọng Huế. Em nói Trọng Huế hay Trọng Sài Gòn đi? Dạ, giọng nào em cũng nói được. Em nói với Trọng Huế đi. Dạ, anh muốn em nói gì ạ? Hãy nói về cảm xúc của em đi sau khi mà xem bộ phim này. Dạ, thực sự mà nói ngày hôm nay coi phim. Dạ, thực sự mà nói thì nghe hôm đi khi mà xem cái bộ phim này là cảm giác như là em tốt nghiệp diễn viên mà năm 2015 rồi, cảm giác rúng dê sờ luôn á. Lần đầu tiên coi thì cái lúc mà đóng phim á, Lan nhận bảo là Lan ơi em phải ổn đi nghe Lan, lên hình là mi mập dữ lắm, là em cũng dằn cứng dữ lắm rồi. Mà khi mà coi cái phần đoạn mà bikini á, là trước cái giờ quay nữa Lan nhận anh nhận là họ rủ đi nhậu cho nên là thành ra là khi mà lên là em nhìn em rất là mập luôn, nhìn như con héo. Nhưng mà bữa nay ấm. Dạ, thì nói chung là sau phim trước cái ngày đi thì em cũng cố gắng giảm cân rất là nhiều. Và thực sự khi mà coi phim xong thì cảm giác là rung hồi hộp, nhưng mà coi xong thì cũng cảm thấy là hài lòng được phần nào. Sau bao nhiêu thời gian cố gắng đi học rồi ra phim trường quay thực đêm thực hôm, cuối cùng cũng có được cái vai diễn ngày hôm nay, em xin hẹn. Nhưng mà có một sự thật đó chính là sau khi Phương Lan đóng bộ phim Bé Già Lắm Chiêu 2 xong thì tìm ngay được một anh chàng phi công. Wow. Tìm ngay được một anh chàng phi công. Còn là, người trên kia bên cạnh tôi là người mẫu Thoại Tiên, là một gương mặt vô cùng ấn tượng. Sự xuất hiện của bạn trong bộ phim này cũng vô cùng là bốc lửa. Hãy nói về vai diễn đầu tiên của mình đi. Thực ra thì bây giờ tin vật không là rất là hồi hộp và thực sự bây giờ vẫn còn rất là hồi hộp, và tức là lần đầu tiên thấy ở trên màn ảnh thì có một chút lo lắng và hồi hộp. Cảm giác đầu tiên sau khi nhận vai đó là hạnh phúc lắm, nhưng mà sau đó là một chút áp lực vì Tiên chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất cũng như là chưa từng tham gia một dự án như bản thờ hết, nên đây là người đầu tiên nên rất là bỡ ngỡ. Sau một thời gian là rèn luyện và tôi thấy trong bộ phim này hội trăng chuối có rất rất nhiều những cái kinh nghiệm mà đưa ra và có thể coi là những cái tip dành cho chị em phụ nữ sau này. Tôi hỏi thật rằng đây là kinh nghiệm của đạo diễn hay là kinh nghiệm của các bạn? Dạ nơi cái kịch bản này là ảnh viết ra dành cho ảnh, và ảnh tuyển chàng phi công là cũng dành cho ảnh. Đi vô mà em chỉ cần em đụng vô cái múi nào của Tiền thôi là ở ngoài đứng kinh khủng lắm. Mỗi lần mà em làm cái gì đụng đến Tiền là hả, thật sự là rất là lo lắng. Thật sự là không có chuyện đấy, tại vì Tiền luôn luôn là bị bao vây bởi bốn cô này.
mình không có, mình chỉ ngồi nhìn qua monitor thôi. Còn những cái diễn xuất của cô ấy dĩ nhiên thì theo kịch bản, nhưng mà cái tâm hồn ở trong là thực ra là các cô ấy đã có sẵn rồi. Bởi vì mình ngồi quay, mình nghe monitor, mình nghe gì đó wireless ấy, mình mỗi lần cắt máy cái là ba cô súng lại với nhau, nói toàn chuyện chăn chuối rồi chuyện bạn trai rồi tán trai, mình nghe hết. Bây giờ bí mật của mấy cô là mình nghe lén hết được rồi. Thật ra là cái chi tiết mà nghe monitor ở trong kia đó chính là ở trên trường quay đó là như vậy đúng không ạ? Còn mấy phim không, tất cả các phim đều nghe được. Thôi chúng ta hãy dành micro cho phi công một chút thôi. Đó chính là Lê Xuân Điền, chàng thơ của sàn diễn thời trang rồi, nhưng đây là vai diễn đầu tiên của bạn ấy với màn ảnh rộng, một vai diễn trào sân. Tôi không biết rằng là quý vị đã cảm thấy như thế nào, nhưng mà có thể khẳng định rằng cái kịch bản này và bộ phim này đã được đo đi đóng giày cho Lê Xuân Điền. Và cá nhân tôi khi mà theo dõi bộ phim này thì cũng thấy rằng bạn ấy vô cùng là dễ thương. Còn bây giờ em muốn nói gì với cả tất cả mọi người về vai diễn của mình, về bộ phim đầu tay của mình và về hội chăn chuối luôn? Đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới các anh chị phóng viên và các tất cả mọi người đã có mặt buổi chiếu ngày hôm nay. Cảm xúc của em khi mà nhận cái vai này á, mình rất là vui. Mới đầu khi mà mình nhận được cái vai này mình rất là vui, vui mất ngủ luôn. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu vào mình làm việc với vai này, mình cảm giác rất lo lắng. Tại vì đây là vai diễn đầu tiên của mình. Và mình đó là một cái người mà không qua một cái trường lớp chính quy nào hết. Thì áp lực, cái vai diễn đầu tiên mà lại vai diễn chính nữa, thì hai đạo diễn cũng giao cho tiền một cái trọng trách khá là lớn. Thì mình cứ luôn nỗ lực cố gắng, và trong cái lúc mà quay đi quay thì mình biết được mình sẽ quay cùng bốn diễn viên á. Đầu tiên là Ninh Dư Lan Ngọc, xong rồi Thùy Anh, xong rồi Thổi Tiên, xong rồi Phương Lan. Thì mình cảm giác chết rồi, mình lúc mà mình tập cùng á, ai cũng diễn giỏi hết, đúng không? Ai cũng diễn giỏi hết. Bắt đầu mình cảm giác mình càng lo lắng hơn, nhưng mà càng về sau thì mình cảm giác mình có lẽ là người may mắn nhất trong cái giảm chiều 2. Tại vì chỉ có duy nhất một mình chắc là được sát cánh cùng các diễn viên xinh đẹp nhất trong phim. Tôi thắc mắc một điều rằng là bạn cứ phải hít vải từ đầu phim đến cuối phim, như vậy bạn có lạnh không? Dạ, lạnh lắm anh ạ. Các diễn viên thì sao ạ? Các diễn viên nữ thì cảm thấy thế nào? Nhưng mà... anh thêm nhéo, em vút. Trời ơi, cái đó nhiều là... lắm hả? Anh ơi, cái phân đoạn đó đạo diễn quay cho em chỉ một tét, một tét duy nhất, không cho em được đụng nhiều. Đó là Lan ơi, cái cảnh này em chỉ được quay một tét thôi, là một lần duy nhất đó anh. Có được cái đoạn này ngộ lắm anh, có nghĩa là Jack là người đàn ông duy nhất ở trong đoàn, nhưng mà hả, không bao giờ bốn nữ này có thể đụng vô được. Cái đoạn mà hồi nãy em ngủ chung á, rồi Jack rón rén lùi lọt ra, là lúc đầu á là chuẩn bị tư trang này nọ kỹ càng lắm, mà quay đi quay lại đâu có được đâu. Cuối cùng là anh Nhân vô quyết định là phải lột hết sạch trụi luôn, mà hả, người ta vô giống như là sợ bị em ăn thịt vậy đó. Nhưng mà em nói thiệt là em rất là sợ đụng vô tiền, là tại vì tiền sinh năm 96, 90, em sợ đụng vô em bị hả ở tù á. Các em đâu dám làm cái gì đâu, mà người ta vô chưa gì hả, cuốn lên giường là người ta nhét chân ở giữa liền, không có cho em đụng. Vâng ạ. Có câu hỏi nào từ phía các anh chị không ạ? Nếu không hỏi là chúng tôi sẽ tự biên tự diễn đến hết khi nào mà giảm thêm tuổi ra đấy ạ. Cho đã bổ sung thêm là Tiền là người rất là cẩn thận, mỗi đêm đi ngủ và đều dù đã có chốt cửa nhưng vẫn dùng ghế để chặn cửa lại để không cho ai có thể vào trong phòng mình được. Sao Nam biết? Đó là vì mỗi buổi sáng đánh thức. Mỗi sáng các cái bạn mà phụ trách tiếp viên đến để đánh thức tiếp viên dậy để đi quay á, thì khi mà mở cửa là không bao giờ có thể mở được, mà Tiền phải ra kéo cửa, kéo ghế, cái gì rất là nhiều chiêu xích trước các kiểu che chắn. Ra một cái bộ phim mà sexy và rất là gợi cảm như này đối với Thùy Anh thì tôi không có lạ gì cả, bởi vì cô ấy cũng đã rất là hy sinh rất nhiều về nghệ thuật ở những bộ phim trước rồi. Nhưng mà thật sự đây là một cái sự lột xác rất là bất ngờ của Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi muốn bạn nói gì về cái bộ phim này khi mà bạn đã có những cái sự thay đổi hình ảnh, phải nói rằng là nó rất là trái ngược so với những gì mọi người có thể hình dung về mình. Thật ra là ở trong đó cũng có tính cách của em ở trong á.
chứ không có trái ngược lắm đâu ạ. Mê trai em cũng có nhưng mà em chưa thử phi công thôi. Cũng có một chút cứng đầu, cũng có một chút tham vọng, cũng nói chung là trong cái skill này thì em đều có một chút hết. Nhưng mà để mà lột tả nó quậy hơn, nó kinh khủng hơn thì phải được sự hỗ trợ của rất là nhiều người. Bây giờ bà nói mình không biết là mình sẽ có cảm giác như thế nào, chỉ biết là rất là mong muốn là được nghe ý kiến của tất cả các anh chị. Tại vì tụi em là diễn viên coi một bộ phim á, đôi khi là mình chỉ có biết là mình sống với cái nhân vật của mình thôi, mình không biết là mình đã làm tốt được hay chưa. Cũng có nhiều đoạn mình cảm thấy là ơi ước gì mình được làm lại thế này thế kia, nhưng mà tất cả đều đã được hiện hữu trên màn ảnh rồi, thì không biết là các anh chị ở đây cảm thấy như thế nào. Và thật sự là em cũng muốn được nghe cái ý kiến của tất cả mọi người. Chúng tôi đang rất là chờ đợi một ý kiến nào đó. Nhà báo vừa khen bạn Phương Lan đi, xin mời Phan Cao Tùng. Cao Tùng cho ý kiến, Lan Ngọc đang chờ đợi ý kiến. Xin mời micro chuyển lại anh Phan Cao Tùng ở hàng ghế thứ 3. Khen Lan cũng được anh ơi. Dạ, khen ai trong đây cũng được hết. Chúc mừng bạn làm phim nhé, nhà làm phim. Chúc mừng Nancy To và bạn Nhân. Bộ phim này mọi người coi thì cảm thấy rất là dễ chịu, nó dễ thương hơn phần 1 luôn á. Anh chúc mừng phần phim cái tiết tấu và cái nhịp điện phim á, ngay từ đầu mới 14 nó rất là cuốn hút, nó nhanh và nó làm cho mọi người rất là cuốn hút với bộ phim. Thì cái nhịp từ đầu vô và nó rất là tốt cho bộ phim, mình nghĩ là khán giả sẽ rất là thích. Có cái phần sau thì cái phần về kịch bản thì mình giải quyết đó, tất nhiên coi người ta cũng hiểu là sẽ có cái kết cục như thế thôi. Thì có đôi chỗ thôi, nếu khán giả có tính thì họ sẽ thấy hơi cường xíu, giống như có sự sắp đặt. Còn nếu mà khán giả bình thường thì tôi nghĩ khán giả bình thường là coi cũng thích thôi. Tại vì những cái phim câu chuyện như thế này và công tình kiểu lãng mạn đó thì là kiểu Thái Lan hay Hàn Quốc hay là Đài Loan đó thì cũng đều làm như vậy hết, thì là nó cũng hợp lý chứ không sao hết. Còn các diễn viên thì là Lan Ngọc thì có cái sự tiến bộ và thấy rõ ràng cái sự nỗ lực của Lan Ngọc là đã có nỗ lực mà lột xác và diễn khác đi những cái bộ phim trước đây. Thì chúc mừng bạn Ngọc với bạn đó. Còn cái phần mình bạn dễ thương nhất là bạn Phương Lan và Trần Huế đó, rất là hài hước mà rất là tự nhiên. Ở đây mọi người đây cũng một số người thì khen cái bạn đầu tiên là có năng khiếu đó, cái kiểu mà đầu tiên xuất hiện này cũng dễ chịu và mọi người cũng thích. Còn Thùy Anh thì là đóng một vai một cô mà ngơ nhất trong phim, nghĩa là Ichi. Thì đó nó cũng là cái sự thay đổi của Thùy Anh. Nhưng mà vai của Thùy Anh nhiều khi khán giả cũng hơi ức chế xíu thôi. Nói chung là bộ phim mà nó tôi nghĩ là sẽ phù hợp với khán giả trong mùa Giáng sinh và cuối năm. Còn Tiền thì là gương mặt mới thì cũng đôi lúc cũng cái sự ngây ngô của Tiền, nhưng mà nó lại phù hợp với cái vai diễn này. Thì tôi nghĩ nó là vai diễn nó là phù hợp với Tiền, cũng thấy được cái sự dễ thương và khán giả họ cũng thích Tiền với cái vai diễn trong phim này. Nói chung là bộ phim có thể là không phải là xuất sắc lắm, nhưng mà bộ phim giải trí và mùa Giáng sinh và Tết còn khán giả thấy dễ chịu thì tôi chúc mừng bằng phim. Cảm ơn nhà báo Phan Cao Tùng. Bộ phim Gái Già Lắm Chiêu Hai sẽ ra rạp trong đúng mùa Giáng sinh này, gọi là mùa phim Giáng sinh. Và rõ ràng bộ phim sẽ đem lại những cái nụ cười, những cái niềm vui cho quý vị khán giả và trong cái ngày nghỉ lễ sắp tới. Và ngay từ ngày chiều hôm nay thì những cái suất chiếu đầu tiên của bộ phim cũng đã được mở bán và rất nhiều fan hâm mộ có thể mua vé để theo dõi bộ phim này. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị em phóng viên, hy vọng rằng mọi người cũng sẽ truyền tải những cái thông tin về bộ phim cũng như là những cái nhận xét của mình về bộ phim tới đông đảo độc giả của các báo và độc giả của mọi người. Hãy cho bạn làm phim của chúng tôi một sự động viên một lần nữa, bởi vì không chỉ những cái diễn viên lần đầu đóng phim đâu, mà có cả cặp đôi đạo diễn này cũng là những cái người có thể nói là tay ngang trong điện ảnh, và họ đã ở lại với cả điện ảnh trong vài năm trở lại đây rồi. Sự ủng hộ của quý vị khán giả và sự ủng hộ của báo chí chính là động lực để cho những người trẻ này tiếp tục bước vào trong con đường dài hơi với điện ảnh Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại trong buổi công chiếu Hollywood vào lúc 6 giờ. Xin hẹn.